Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Mẫu xe nhập khẩu từ Nga Renault Captur đầu tiên đã về Việt Nam, đấu với Hyundai Kona và Ford EcoSport. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thị trường ô tô xe máy. Chiếc Renault Captur được lắp ráp và nhập khẩu từ thị trường Nga đã về Việt Nam. Bên cạnh dàn xe Renault Arkana xuất hiện tại Hà Nội, người anh em Renault Captur cũng xuất hiện ở cùng bãi đỗ. Xe thuộc phân khúc crossover hạng B cùng với những cái tên như Hyundai Kona, Ford EcoSport và Honda HR-V. Tại hầu hết các thị trường mở bán trên thế giới, mẫu xe này có tên gọi là Captur. Tuy nhiên, để phù hợp với cách phát âm của người Nga, Renault đã đổi tên xe tại thị trường Nga thành Captur, đồng thời tăng chiều dài nhỉnh hơn so với mẫu Captur ở các thị trường khác. Việc chiếc xe đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam có logo Captur cho thấy chiếc xe được lắp ráp và nhập khẩu từ thị trường của Nga. Tuy nhiên, đây cũng có thể là bản nhập tái xuất nhằm nghiên cứu thị trường. Hiện nay chưa rõ bản thương mại bán ra ở thị trường sẽ có nguồn gốc từ quốc gia nào. Về thông số kỹ thuật, Renault Captur có cấu hình 5 chỗ được phát triển dựa trên khung gầm của mẫu Renault Duster, là mẫu xe đã từng được bán tại thị trường Việt Nam vào năm 2015. Kích thước của xe hiện tại thị trường Nga lần lượt là 4.333, 1.813 và 1.613mm. Với chiều dài cơ sở đã đạt mức 2.673mm, xe sử dụng bộ vành đa chấu 17 inch. Bên trong khoang nội thất là ghế nỉ, bảng điều khiển trung tâm xuất hiện một màn hình cảm ứng phục vụ nhu cầu giải trí. Hệ thống điều hòa là một vùng độc lập. Trên vô lăng xuất hiện các nút bấm phục vụ chức năng điều chỉnh âm lượng, ga tự động, cruise control, điều khiển giọng nói. Tại thị trường Nga, Renault Captur được bán ra với hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là loại 4 xi lanh, dung tích 1,6 lít cho công suất cực đại là 114 mã lực và 156 Nm, đi kèm đó là hộp số sàn hoặc là hộp số tự động vô cấp CVT cùng hệ dẫn động cầu trước. Tiếp theo là loại 4 xi lanh dung tích 2 lít cho công suất cực đại là 143 mã lực và 195 Nm kết hợp với hộp số sàn hoặc là hộp số tự động 4 cấp cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Hiện chưa rõ mẫu xe xuất hiện tại Việt Nam sẽ sử dụng loại động cơ nào. Giá bán khởi điểm của Renault Captur tại Nga là 12.850 USD, tương đương với 301,5 triệu đồng. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.